Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình AirDrop giveaway đến từ dáng Bright Fantasy và Polygon AirDrop nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này mình nhận 12 đô la nè các bạn, mà không biết nhận tốc cần gì luôn nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó chỉ phân phối vào ngày nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 11 nha các bạn. Cũng hơi lâu ạ. Rồi thì để tham gia hôm nay các bạn cần click bằng link mô tả dưới video của mình. Nhiệm vụ đầu tiên follow tàu Twitter nữa nè các bạn. Để các bạn cứ làm bỏ đó đi các bạn. Rồi tiếp tục cảm ơn bắt đắp nữa nè. Rồi tiếp tục cảm ơn John kênh group kênh seller nữa nè. Rồi các bạn John chào kênh group nữa các bạn. Rồi tiếp tục cảm ơn bắt đắp nữa nè. John tiếp kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục cảm ơn bắt đắp nữa nè. Tiếp tục các bạn copy cái hashtag này từ chữ hashtag thăng hashtag này các bạn đến chữ crypto nè. Rồi các bạn vào đây nè. Các bạn like nè. Các bạn chích dẫn với tweet với hashtag đó và tăng ba người bạn mình vào các bạn. Thì các bạn gõ a cộng hiện những người bạn của tất cả các bạn. Các bạn tăng những người bạn nào thường xuyên các bạn tăng nha các bạn. Các bạn tăng loạn xạ tại Twitter phát các bạn. Rồi sau đó các bạn gì khai báo thôi các bạn. Dòng đầu tiên thì follow tại Twitter. Follow luôn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Không win v nữa nè, chính nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lại username Telegram của các bạn nha các bạn. Để username mà để gì hiểu không nổi luôn. Rồi các bạn copy lại cái username mình nha các bạn. Các bạn nhắn vào đây. Tiếp tục thì các bạn điền lại modin retweet bot thì mở Twitter tất cả các bạn ra nhà lại nha các bạn. Bữa nay không có cần ngon trên bàn kèo random không các bạn. Các bạn nhóm cho ba anh cùng nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bạn đã sao chép liên kết nữa. Nên mình không có ra video nhiều nha các bạn. Join kênh Telegram group. Rồi cái dòng này thì các bạn điền tiếp tục là username Telegram mình đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn submit địa chỉ với Polygon Matic thì các bạn có thể để lấy địa chỉ ETH trên dưới chút black cho các bạn nha các bạn. Rồi sau này các bạn hoặc các bạn có thể lấy địa chỉ Polygon trên với chocolate của các bạn mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sao chép địa chỉ dán như đây nè. Rồi cái mã giấy phơ này thì mình để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn. Các bạn điền giùm mình cộng anh 4 số 3 nha các bạn. Rồi bấm gỡ là xong nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway AirDrop nhận 12 đô. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn cùng những video clip tiếp theo từ mình nha.